Đức Đại của kênh Cây giống nông nghiệp 4.0 xin được kính chào quý bà con như quý khách hàng trên mọi miền của Tổ quốc nhé. Đức Đại xin được giới thiệu về giống cây chuối tiêu hồng. Cây giống được nhân giống với hình thức cấy mô ạ. Cây đang xanh tươi và rất là khỏe mạnh. Cây đạt chiều cao từ 15 đến 20 cm ạ. Cây đang rất là cứng cáp rồi nhé quý bà con như quý khách hàng nhé. Chuối tiêu hồng là một giống cây ăn quả, là đặc sản của đất nước ta. Cây chuối tiêu hồng có một giá trị kinh tế rất là cao và chất lượng nổi trội so với những cái dòng chuối khác. Có mã quả vàng đẹp, hương vị ngọt thơm, thịt quả thì chắc chắn và không chua như một số những cái dòng chuối khác. Đặc biệt hơn thì được nhân giống với bằng phương pháp là cấy mô, có rất là ít sâu bệnh, kháng được rất tốt các mầm bệnh thường xảy ra với cây chuối nhé. Cái chuối cấy mô thì chúng ta trồng sản xuất với số lượng nhiều, nên là thứ nhất là chúng ta trồng thì trồng tập trung và thu hoạch cũng thu hoạch theo thời vụ luôn. Ví dụ như là chúng ta cái chuối này nó phát triển được trong độ hơn 1 năm 10 đến 12 tháng thì bắt đầu được thu hoạch, thì trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta thu hoạch một cách đại trà luôn. Và cứ như vậy ở lứa thứ hai, lứa thứ ba cũng vậy. Vậy nên là thứ nhất là cái khả năng kháng bệnh tốt này. Cái thứ hai thì với cả là nó sẽ tăng cái giá trị của cái sản phẩm, đó là quả, lên thêm được 10 đến 20% giá trị ạ. Đặc biệt thì chuối cấy mô thì nhân giống với số lượng nhiều và vận chuyển với số lượng lớn dễ dàng. Đặc biệt hơn thì trồng với tỷ lệ sống sót nó cao. Quả của chuối tiêu hồng thì khi chín có màu vàng, thịt quả rắn, hương vị ngọt thơm. Khi chín vỏ quả dày, rắn, không nhũn, nên là rất thuận tiện cho việc vận chuyển, đóng gói. Về mùa hè thì quả ăn có vị ngọt, không chua như dòng chuối chia tiêu ta. Mỗi một buồng thì cái dòng chuối tiêu hồng này có thể đạt được từ 10 đến 12 nải, trọng lượng từ 25 đến 35 kg. Giống chuối tiêu hồng thì nó phù hợp với cái thổ nhưỡng cũng như là cái khí hậu của nước Việt Nam chúng ta. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái nó cũng không kén đất. Chúng ta có thể trồng ở tất cả các loại đất khác nhau, miễn sao cái độ mùn, cái độ sâu của đất đất màu nó tầm khoảng 4 đến 50 cm là được. Chúng ta có thể trồng ở những cái sườn đồi, ruộng hoặc là quanh nhà đều được cả. Khi trồng thì chúng ta nên chuẩn bị đất một chút. Chuẩn bị đất thì chúng ta có thể là lên liếp hoặc là đào rãnh mương để thoát nước. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì cây chuối thì nó là cây thấm nước. Và nó chịu nóng kém. Khi mà thời tiết nó khắc nghiệt đấy, khô hạn thì chúng ta cần phải tưới nước, bổ sung nước cho cây chuối cho nó hợp lý, để cây chuối nó phát triển một cách bình thường. Nếu cây chuối bị thiếu nước thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cây chuối nó ngừng phát triển hoặc là phát triển chậm hơn so với dự kiến. Vậy nên là nếu mà cây chuối nó còn nhỏ thì chúng ta 2 ngày chúng ta tưới một lần. Còn khi cây chuối nó đã lớn rồi, nó trưởng thành, nó chuẩn bị trưởng thành rồi thì chúng ta có thể tưới 2 lần trên một tuần. Và khi chúng ta trồng thì cái hàng chúng ta thiết kế theo cái hướng mặt trời, để làm sao để vì cây chuối nó ưa ánh sáng, ưa nắng. Vậy nên là chúng ta nên tạo điều kiện cho cây chuối nó quang hợp được một cách tốt nhất. Chuẩn bị đất thì chúng ta có thể là cày bừa, rồi làm cỏ sạch. Sau đó chúng ta đào mỗi một hố cách nhau, mỗi một hố tầm khoảng 40-40. Đấy. Rồi chúng ta bắt đầu pha trộn cái phân bón lót.
Cái phân bón lót thì chúng ta đổ xuống dưới đáy hố, sau đó phủ lên một cái lớp đất. Tỷ lệ thì nó từ 10 đến 15 cân phân phân ủ mục, phân chuồng ủ mục cộng với cả vôi bột, rồi sân phân hóa học, phân super. Chúng ta trộn đều rồi phủ rồi cho xuống đáy hố. Cái khoảng cách chúng ta trồng thì cây chuối thì chúng ta trồng với khoảng cách từ 2m đến 2m rưỡi. Bón lót thì chúng ta bón theo chu kỳ, mỗi là một tháng chúng ta bón phân một lần. Và công thức như thế nào thì quý bà con cũng như quý khách hàng chúng ta vui lòng liên hệ qua Zalo cũng như là gọi điện thoại đến đầu số đang hiển thị ở trên màn hình để Đức Đại được tư vấn. Ngoài ra thì khi mà cây phát triển đến một cái thời kỳ mà nó chuẩn bị ra hoa kết quả, thì trong quá trình nó phát triển ấy, thì cây chuối nó sẽ ra rất là nhiều chồi. Và trong quá trình đó thì chúng ta cũng cần phải tỉa chồi này, rồi là phát quang bụi rậm, rồi lá khô các thứ, để thứ nhất là tránh được để giảm thiểu cái mầm bệnh xung quanh cây cái vườn chuối của chúng ta đem đến cho cây chuối. Cái thứ hai thì làm cho cây chuối nó quang hơn, nó tạo được cái sự quang hợp tốt hơn, phát triển mạnh hơn. Cái chồi thì trong cái quá trình nó phát triển thì nó sẽ ra, mỗi một cây mẹ nó sẽ sinh ra từ 5 đến 10 chồi non. Vậy nên là chúng ta cần phải tỉa bớt đi, để thứ nhất là nó không làm cho cái đất đai của chúng ta bị cằn cỗi. Cái thứ hai là giảm thiểu được cái lượng phân bón. Điều nữa là chúng ta chỉ để tầm khoảng 1 đến 2 chồi cho vụ sau thôi. Ngoài ra thì cái chồi đấy chúng ta cũng thể là nhân giống để chúng ta trồng với vụ tiếp theo. Tiếp theo thì khi mà cây chuối nó ra hoa thì nó đạt được từ 10 đến 12 nải thì chúng ta có thể là bỏ cái hoa còn lại đi và lấy que chống lại, chống cây buồng, dùng que thân gỗ cứng để chống buồng để làm cho cây chuối nó đỡ bị gãy đổ. Ngoài ra thì chúng ta nên bọc cái chuối lại. Buồng chuối khi mà được bọc thì nó sẽ tạo được cái màu sắc nó đẹp hơn, mã quả nó nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Và đặc biệt nữa là nó tránh được những cái động vật hoang dã bên ngoài xâm phạm vào đến buồng chuối, làm ảnh hưởng đến chất lượng của buồng chuối nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút là khi cây chuối nó đạt được cái trọng lượng nhất định thì nó rất là dễ bị gãy đổ, nên là chúng ta cần phải quan sát và chống đổ theo đúng hướng. Nói về phòng trừ sâu bệnh thì cây chuối cấy mô thì nó là một cái dòng chuối được lược rất là nhiều những cái bệnh thường gặp ở trên cây chuối rồi, nên là đa phần là không có bệnh gì lắm. Nhưng mà chúng ta cũng phải đề phòng, nhất là chúng ta khử khuẩn bằng vôi bột, thứ hai là chúng ta phát quang bụi rậm rồi lá khô để tránh những cái mầm bệnh xung quanh gây ra cho cây chuối. Đây là toàn bộ quy trình chăm sóc cũng như là trồng cây chuối rồi. Đức Đại cũng rất là mong quý bà con cũng như là quý khách hàng quan tâm và ủng hộ kênh cây giống nông nghiệp 4.0 cũng như là nhà vườn Đức Đại càng ngày càng phát triển và được phục vụ quý bà con như quý khách hàng ngày một tốt hơn. Mọi thông tin thắc mắc cũng như là liên hệ mua hàng cũng như là tư vấn về sản phẩm thì quý bà con cũng như quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hai đầu số đang hiển thị ở trên màn hình. Nhà vườn Đức Đại là luôn sẵn sàng phục vụ quý bà con như quý khách hàng mọi lúc, mọi thời gian, mọi thời điểm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.